chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, lúc này thì Vy Anh đang có mặt tại đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, nơi xuất phát của cuộc diễu hành gây quỹ ủng hộ chung một tấm lòng của HTV diễn ra vào sáng nay, và hơn 80 xe ngay từ sớm đã có mặt đầy đủ để chuẩn bị cho cuộc diễu hành này. Triệu trái tim một tấm lòng để cùng với chính phủ để hưởng ứng là chiến dịch là vaccine sớm nhất có thể đến với lại dân mình, với đồng bào mình, với nhà mình nữa. Đấy, thành ra là nó rất là ý nghĩa và tốt đẹp. Sáng nay thì anh em dậy rất sớm để mà chuẩn bị cho cái cuộc diễu hành. Khi mà tới đài truyền hình thì cảm thấy rất là vui. Và bây giờ thì anh em chúng tôi đã sẵn sàng lên đường. Những lá cờ được các thành viên giữ gìn, chuẩn bị cẩn thận những ngày qua, giờ đây tung bay trước gió dưới ánh nắng ban mai. Không chỉ mang tính cổ vũ, vận động ủng hộ quỹ chung một tấm lòng của HTV, mà còn lan tỏa khí thế hào hứng chào mừng 75 năm Ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3 và khởi động cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm ngày 30 tháng 4 giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Từng hàng xe nối đuôi nhau đi qua những tuyến đường chính ở các quận 1, 3, quận 4, quận 7, quận 8, quận Tân Bình và quay trở lại đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh đã tạo nên những hình ảnh đẹp trong lòng thành phố vào ngày Chủ nhật cuối tuần. Như gia đình anh Phú Lợi, sau khi biết tin sáng nay có cuộc diễu hành, anh đã cùng với vợ con mình có mặt từ sớm tại đường Hoàng Văn Thụ để chờ đoàn. Này thấy hoành tráng quá. Đoàn diễu hành này rất là đẹp, thì cũng quay cái quỹ ủng hộ cho mua vaccine cho người dân, thì cũng thể hiện cái tình người của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cái đoàn diễu hành này rất là tốt. Đây là một chương trình rất là ý nghĩa, chúc cho chương trình thành công tốt đẹp. Dạ, lúc đầu em thấy cũng hơi bất ngờ một chút xíu, tại vì em tưởng là đang đua xe đạp của đài truyền hình mình, nhưng mà xong thì thấy một cái đoàn xe nó vượt như vậy thì cũng khá là bất ngờ thôi. Dạ. Vậy thì sau khi mà em biết được cái mục đích của cái cuộc diễu hành này á, thì em có suy nghĩ? Dạ, em cảm thấy đây là một hành động cũng rất là ý nghĩa, mà đặc biệt là trong cái lúc mà mình đang huy động cái nguồn lực để mình phòng chống dịch Covid như vậy, thì em cảm thấy rất tự hào, và em cũng xin chúc chương trình gây quỹ một tấm lòng của HTV được thành công tốt đẹp. Đối với các thành viên của Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao thành phố Hồ Chí Minh, họ đã gắn bó với HTV trong các sự kiện lớn, đặc biệt là cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh non sông liền một giải trong suốt nhiều thập niên qua. Bao nhiêu năm ấy, biết bao nhiêu tình, cuộc diễu hành này không chỉ đơn giản là thực hiện công tác, hoàn thành nhiệm vụ, mà còn thể hiện tình cảm tốt đẹp, sự ủng hộ, tín nhiệm của liên đoàn nói riêng, các tổ chức xã hội, đoàn thể của người dân nói chung dành cho HTV khi lan tỏa một chương trình mang ý nghĩa nhân văn, triệu trái tim, một tấm lòng, vaccine vượt qua Covid-19.